ក្នុងស្រាប់ហើយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021បីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងពិចារណាក្នុងការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងបដាប្រវត្តិនិងអ្នកធ្វើនយោបាយត្រូវមានសិទ្ធិខ្មែរតែមួយដើម្បីកុំឲ្យបរទេសមិនដោះបណ្ដាអ្នកនយោបាយដែលមានសិទ្ធិពីរមកលូកលាន់កិច្ចការនយោបាយរបស់កម្ពុជា កម្ពុជាមានច្បាប់តម្រូវឲ្យមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងបដាប្រវត្តិនិងអ្នកធ្វើនយោបាយត្រូវតែមានសិទ្ធិតែមួយតើវានឹងមានផលល្អសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនបរទេសខ្លះដែលកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយមានសិទ្ធិខ្មែរតែមួយនោះមានឱកាសក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិពីរដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរត់ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរបបកុម្មុយនិស្ត ភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយរបបកុម្មុយនិស្ត côn pro rồi bà quát hôn mà này nó sẽ chết bà mán sẽ chết tầm môi mẹ nế và tay quát đặt nóm chết đời vì thi ná rồi lý hân tháo thôn thiên thoa mà chết bốc rồi lùi bóng cát bạc bộ bênh tay khăn ông chết bạc bộ đài kê bóng cát nâng mẹ trăm đã bạc bộ cả nạ bạc bạc chi chôn tiên nào là bạc bộ cổ rộng cổ xa hôn đem đó bạc bộ cổ xa mồi đem đó tích tầng ơ bắt bong tức đầy bụng đàn có trọng chẳng có ông có cơ chọn xe đàn xa vật khmai ta chương bổng buôn mơn kì lô mát kì rê thế là bắt chương bổng buôn mơn kì lô mát kì rê thế hài từ bởi tế chức khác nhẹ nà đặc nông mình bụng sẽ chết mũi hôn sáng hay nàng hôn mà nát mẹ nét mình sẽ chết bì mà bì nà tí bì để cổ thân ạ thông dân cầm tắt tha sẽ chết mũi lúc tăng xa ra đá lực lao bánh mình nhé chôn chết Việt Nam khi ông mình chạy khi ông prapi chôn chết Việt Nam đại sa ấy khi ông lấy hiền thì dây chôn chết Yuan nè là vì vô cana khi ông thì dây thay Yuan tới sông bay ta khi ông vô từ po nên lên Facebook rồi bắt khi ông rước bà pon pon ở miền điện ní thấu kê hack rước có thấu kê report với sạch đây đi ca tàu cầm hôn Facebook thấu với ao xe tàu cam sắp sái nè chẳng hai bạn chỉ bảo ôn môi chụp luôn xuống trong tha cho mấy con mình thì dây chôn chết Yuan dây ta Việt Nam chúng ta chỉ thò mà đa tăng bị đa mà trong này dây ta duôn thế tại đời xa ta kỳ thuộc bạc khi ông chẳng khi ông có cây này dây bị duôn từ Việt Nam với từ đấy đó sao chứ đương là bao nhiêu chân chiết Việt Nam chân chiết Việt Nam tôi bấy cạt nó lên từ đây không ai cả đâu cạt nó Việt Nam cả đâu nẹ nát đang thà nẹ đang xây chiết Việt Nam nên là nát đang mình chẳng vì bố bộ kê nó chạy khám ai áp nghĩa nát đang thế kể thà cái miền sân chiết khmai tại muối còn ta tìm bằng phật đấu sắt tại Việt Nam từ thưa nó vô bài nó tây không cả đạp bạc bị chia chôn cam bị chia thưa tầm nàng liền nó ông quỳ nó rót thật sự phiền khmai thứ nhé anh nó cố thân nạn na vì bố không biết là nạn đăng tên là nạn đăng thanh nạn sân chiết Việt Nam bị đào máu với áp miền đăng ba nè nóng chạy khmai cho bạc lò mần chăng nè chồng nói nắng á cứ chưa cao bảo rằng ta bất tử vì mình mến tốt đây xa nè nè dô bài xin chết bì tê vì tốt nâu tròn thá Campuchia rồi bỏ dưỡng mình đặt nó đòi bởi chết thật bà tay ní tệ rốt rừng ngon dục tệ thó lâu chế bác trăm trâu vấn tay lúc cầm sọc chùm đất ní tá vì ai bà bò bẹp ná đòi cổ xa rồi bỏ lúc hôn sàn tử vinh ưu tố thà tự thay khám mục krom cổ xa rồi bỏ lúc đài miền xin chết bì đài đôi thà nè khlác có lùi tự tinh xin chết xài bờ អ្នកខ្លះក៏លួចទៅទិញសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏សញ្ជាតិអីប្រទេសផ្សេងៗមានសញ្ជាតិនៅអាមេរិកអីជាដើមចូលទៅធ្វើកិច្ចការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវហាមដោយច្បាប់នេះតើទៅថ្ងៃខាងមុខគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងជួបវិបត្តិបញ្ហាផ្ទៃក្នុងគ្រួសារដែរទេលោកខឹមសុខខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបញ្ហាក្នុងសង្គមយើងមិនមែនអ្នកនយោបាយសញ្ជាតិពីរទេ ក៏មិនមែនមន្ត្រីរាជការសញ្ជាតិពីរដែរគឺដោយសារតែប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋមិនរឹងមាំដល់ទៅពេលប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋមិនរឹងមាំមនុស្សឱកាសនិយមមានអំណាចទោះបីជាសញ្ជាតិមួយក៏ដោយ
ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបំបែកបំបាក់ជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងឃើញទេប្រសិនបាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំណាសញ្ជាតិប្រមាណក៏ទៅមិនរួចដែរมันអាចទៅបង្កការបែកបាក់ក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិបាននោះទេអាហ្នឹងមួយទី2ខ្ញុំមើលគោលដៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់ប្រុងចេះទេគាត់ប្រុងខ្ទប់គូប្រជែងទាំងឡាយណាដែលមានសក្តានុពលតទល់នឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយភាគច្រើនអ្នកទាំងនោះនឹងមានសញ្ជាតិ2មានសញ្ជាតិ2ហើយអ្នកខ្លះអាចនឹងមានសញ្ជាតិ2ព្រោះអ្នកខ្លះមិនទាន់មានទេណាអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមទប់ស្កាត់អ្នកទាំងឡាយណាដែលគាត់យល់ថាជាឧបសគ្គដល់កូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងអ្នកនយោបាយសញ្ជាតិ2ហ្នឹងអ្ហ៎